Tôi tình cờ nghe được anh Sáng nói chuyện với chú, cho nên tôi biết hết rồi. Tôi cũng không ngờ là chuyện này lớn như vậy, mà ảnh và chú lại giấu tôi, không nói cho tôi biết. Tại chị mới sinh, cho nên anh Sáng không cho chị biết sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe. Anh dặn tôi là không để lộ chuyện này với bất cứ ai, kể cả chị. Cho nên tôi đâu dám nói với ai. Tôi hiểu, nhưng bây giờ tôi càng lo cho ảnh. Mấy bữa nay ảnh bị bấn loạn, ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm lo nghĩ. Mà tôi thì tôi không biết làm gì để giúp cho ảnh. Chú nghĩ đi, lòng tôi có thoải mái không chứ? Tôi cũng vậy. Thật lòng tôi cũng muốn giúp ảnh lắm, nhưng không biết làm cách nào. Chú Tánh à, từ trước tới giờ gia đình tôi đối đãi với chú như thế nào? Sao tự nhiên chị lại hỏi tôi chuyện này? Theo chị biết đó, tôi thì xuất thân bần hàn, gia đình luôn gặp cảnh khó khăn túng quẫn. Anh chị đã giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều, và tôi luôn mang ơn anh chị vì điều đó. Chú hiểu được như vậy là tốt rồi. Vậy bây giờ chú giúp tôi làm sao ém nhẹm cái chuyện của chồng tôi có được không? Tôi thì tôi không muốn công an điều tra, mà tôi thì cũng không thể để ảnh ra ngoài tự thú rồi ngồi tù được. Ảnh mà ngồi tù thì gia đình tôi mất tất cả. Từ trước tới giờ tôi chỉ toàn sống nhờ chồng thôi. Bây giờ nếu như ảnh có chuyện gì thì tôi không thể nào lo nổi cho hai chị em bé My hết. Chuyện này quá lớn, không thể nào ém nhẹm được chị à. Tôi cũng đã nghĩ hết cách rồi, nhưng khó quá. Chú à, tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ con cách này thôi. Chú ráng giúp giùm tôi, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu hết, miễn là mọi chuyện nó xong êm xuôi là được rồi. Cách gì? Theo chị thì cách gì? Chú tìm mọi cách tìm cho tôi một người đứng ra nhận tội giùm ảnh được không? Được việc này tôi mang ơn chú suốt đời đó chú Tánh. Không được đâu chị, tôi nghĩ là không ai ngu ngốc đứng ra nhận cái việc này đâu. Vào tù như chơi, không phải chuyện đùa. Với lại người ta đâu có biết cái tội này là tòa xử bao nhiêu năm đâu mà dám ra nhận. Thì bây giờ mình tìm một người nào đó mà có hoàn cảnh thật sự khó khăn, mà bây giờ họ đang rất cần tiền. Mình chịu bỏ ra một số tiền lớn thì nhất định sẽ có người làm thôi à. Ai mà không ham tiền. Với lại cái vụ này xét cho cùng thì cũng chỉ là một tai nạn, chứ đâu cố ý giết người đâu mà sợ. Cùng lắm là tòa chỉ xử 5-7 năm tù thôi à, chứ có ở tù luôn đâu mà sợ. Nhưng cách này thất đức lắm chị ơi. Chị nghĩ lại đi. Còn nghĩ cái gì nữa mà nghĩ. Tôi đã nghĩ nát óc rồi. Sớm muộn gì công an cũng tìm ra ánh sáng thôi. Tới lúc đó chẳng lẽ tôi ngồi yên để nhìn chồng tôi đi tù hay sao? Tôi rất hiểu tâm trạng của chị, nhưng mình nên tìm cách khác đi chị. Cách này không ổn đâu. Nếu như nghĩ được cách nào thì tôi đã không phải lo lắng như vậy rồi. Nói thiệt với chú, anh Sáng mà có mệnh hệ gì, mẹ con tôi không sống nổi. Mà cũng tại chú thôi, chú là tài xế mà. Lúc đó chú ở đâu? Sao chú lại để cho chồng tôi lái xe một mình, rồi để cho xảy ra câu chuyện như vậy hả? Cũng tại chú mà bây giờ gia đình tôi mới điêu đứng như vậy nè. Bây giờ chú cũng phải chịu trách nhiệm một phần nào đi. Chú giúp gia đình tôi đi chứ. Anh Sáng, theo em thấy ai không nên tìm cách trốn tránh rồi sống trong lo sợ như vậy hoài? Hay là anh ra đầu thú đi, cùng lắm thì anh chỉ bị vài năm tù thôi. Dẫu sao đây cũng là tai nạn ngoài ý muốn của mình, chắc người ta không xử nặng anh đâu.
Nè anh. À, cảm ơn em. Anh nè. Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm rồi, xảy ra chuyện như vậy, tại sao anh lại giấu em? Em biết hết rồi hả? Anh à, cho dù thế nào em cũng phải tìm cách giúp anh. Anh đừng có lo lắng quá nha. Không còn cách nào có thể giúp được anh nữa đâu. Bên công an người ta đang ráo riết điều tra về chiếc xe, sớm muộn gì họ cũng tìm tới nhà mình thôi. Nhưng đó cũng chỉ là tai nạn thôi mà, anh đâu có cố ý đúng không? Cho dù là vậy, nhưng mà bây giờ thì người ta cũng đã chết rồi. Lỗi của mình thì mình phải chịu, chứ còn biết nói gì nữa. Vậy thì mình phải tìm cách nào đó để cho cái án nó nhẹ đi chứ anh. Anh không thể ngồi tù được. Có còn cách gì nữa đâu em. Em tưởng là anh chưa từng nghĩ đến cái chuyện đó hay sao? Nhưng mà rõ ràng lúc đó anh quá sợ hãi, bỏ người ta cho tới chết. Nếu mà anh bị truy tố thì đó là tình tiết tăng nặng. Em có hiểu không? Em không hiểu. Em cũng không muốn hiểu. Anh có mệnh hệ gì, mẹ con em làm sao mà sống nổi? Gia đình này cần có anh, còn sự nghiệp của anh nữa, còn tương lai của các con mình thì sao anh? Anh à, bằng bất cứ giá nào em cũng phải tìm cách để giúp anh thoát ra khỏi cái chuyện này. Em nhất định phải cứu anh, em phải cứu gia đình mình. Em không để sự nghiệp của anh tiêu tan dễ dàng như vậy được. Em không thể để gia đình mình lụng bại như vậy được anh à. Tôi gửi chú tiền chú Sơn lại chiếc xe bữa trước. Dạ, tôi đã cho Sơn lại chiếc xe theo ý anh chị. Chị coi có ổn không? Ổn, chú làm tốt lắm. Ngay cả tôi là chủ xe, tôi còn nhận không ra thì làm sao người ngoài mà nhận ra được. Tôi không dám nhờ mấy người quen Sơn, tôi phải đưa Tú lên Sài Gòn để người ta sơn đó. Nhưng mà nè, chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh mới giải quyết được. Dạ. Chú với anh Sáng lúc nào cũng rối lên, không có làm được chuyện gì đâu. Tôi thì cũng biết vậy, nhưng mà sao thấy lo quá chị ạ? Không có lo gì hết á. Tôi không tin là mình không làm được. Từ trước tới giờ tôi chưa đầu hàng trước bất cứ chuyện gì hết. Mà chuyện lần này ảnh hưởng trực tiếp tới vận mạng của gia đình tôi, thì tôi không dễ dàng buông tay đâu. Dạ, bây giờ mình đi được chưa chị? Ừ. Vậy chị chờ đây, tôi đi lấy xe đón chị nghe. Ừ, chú đi lấy xe đi. Mình phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Dạ. Chú đi đi. Dạ. Nè, chú cất tiền đi. Dạ, tôi đi nghe. Dạ. Chỉ vì chồng tôi muốn đổi xe mới cho nên tôi mới bán cái xe này cho anh với giá rẻ như vậy đó. Chứ thiệt tình là tôi cũng thấy tiếc cái xe này. Xe còn mới quá mà mấy chị còn êm lắm. Tuy tôi là người mua bán xe đã qua sử dụng, nhưng với điều kiện xe phải còn mới kìa. Chứ xe bong tróc vậy tôi không có mua đâu. Thì thôi, thì tôi đã nói rồi, chuyện giá cả mình có thể thương lượng lại được mà. Tôi có thể giảm cho anh thêm một ít nữa nghe. Anh Trình ơi, anh coi lại đi. Thật ra thì mấy cái vết trầy xước này á, mình làm lại không tốn tiền bao nhiêu đâu anh. Cái quan trọng là cái động cơ, cái máy còn tốt lắm. Tôi chạy tôi biết mà. Ừ. Cái động cơ tôi nói anh chị nghe là phải qua cái thời gian sử dụng mới biết được. Chứ nhìn đầu xe nó mớp béo vậy, tôi không dám đảm bảo động cơ ở trong. Thôi, anh chị đem xe về đi. Xe này tôi không dám mua đâu. Thôi về đi.
Nè, chú nhớ cất cái xe cho kỹ nha. Cái khu nhà chú đang ở đó, tôi thấy nó cũng vắng vẻ, ít có ai dòm ngó. Chú cứ để đó một thời gian đi, xong rồi từ từ tôi sẽ tìm mối khác bán nó đi. Bằng mọi cách mình phải phi tang nó. Ừ, dạ, ừ. Tôi biết rồi chị. Giờ này cũng chưa chịu về nữa, thiệt tình à. Chịu về rồi đó hả? Vậy mà tôi tưởng á, nhà vợ chồng anh Sáng mới là nhà của anh đó chứ. Em ăn nói vậy mà cũng nói được hay thiệt. Tôi nói không phải sao? Vợ người ta sinh á, anh cũng có mặt, lo hết chuyện này tới chuyện kia hà. Còn tôi á, bụng mang dạ chữa, có thấy anh ở nhà anh lo đâu. Bỏ đi tối ngày, về tới nhà thì mặt lầm lầm lì lì, không nói không rằng gì hết. Em cũng phải thông cảm cho tôi chứ. Tại mấy ngày nay anh Sáng có chuyện nên tôi phải lo. Chuyện gì mà anh phải lo? Nói ra em cũng không biết gì đâu. Ăn cơm đi, tôi đói bụng lắm rồi. Anh á, sao hay lo chuyện Bao Đồng quá vậy? Không lúc nào thấy anh lo lắng gì cho mẹ con tôi hết á. Anh nên nhớ nè, tôi với con á mới là người thân của anh đó nha. Cằn nhằn hoài nghe mệt quá à. Không có chuyện gì khác hơn chuyện này phải không? Lần nào cũng vậy, mấy câu này nói hoài à. Chứ không phải sao? Nhà người ta giàu có, tiền bạc thiếu gì, có kẻ hầu người hạ, có việc gì cần anh phải lo chứ. Anh thì tối ngày biết lo cho người dân nước lã thôi, có đời nào anh lo cho mẹ con tôi đâu. Anh Sáng đâu phải là người dân nước lã. Anh Sáng vừa là chủ, vừa là bạn chí cốt của tôi. Vợ chồng ảnh cũng đã từng giúp đỡ vợ chồng mình, em không nhớ sao? Bạn bè chí cốt gì chứ, nói thì nghe hoài vậy, chứ anh thử nhìn lại mình đi. Anh chỉ là tài xế quèn của người ta thôi, biết người ta có coi anh là bạn hay không mà nói. Hồi còn nghèo khó có thể là bạn bè chí cốt, nhưng khi giàu sang rồi á, khó lắm anh ơi. Anh Sáng lúc nào á cũng coi tôi như là anh em trong nhà, chứ có coi tôi là người làm công đâu. Em đừng có nói vậy mà tội cho ảnh. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cái tốt cho người ta, nhưng người ta có tử tế với mình đâu. Vậy mà cũng cố sống cố chết với bên đó à. Tình bạn giữa tôi với anh Sáng á, em không hiểu đâu. Mà thôi đi, tôi với anh mà nói vài câu nữa chắc cãi nhau quá. Kệ, kệ cái tình bạn cao cả của anh đi. Nhưng tôi nói trước à nha, anh Sáng có chuyện gì thì kệ ảnh đi, chuyện đó không có liên quan gì đến anh đâu á. Sắp tới ngày tôi sinh nở rồi á, anh cũng nên sắp xếp ở nhà đi, còn lo cho tôi nữa. Biết rồi, em đừng có lo. Từ ngày lấy nhau tới giờ á, có ngày nào tôi được sung sướng chưa? Anh nhìn vợ con người ta đi, suốt ngày lên xe xuống ngựa, có kẻ hầu người hạ. Còn tôi nè, sắp sinh nở tới nơi rồi, đồng trong túi cũng không có nữa, nói người ta không buồn sao được. Vẫn còn một tháng lương này tôi chưa có lấy. Bao nhiêu đó thì thấm vô đâu, không có đủ mua tả lót cho con nữa, còn biết bao nhiêu thứ phải lo nữa. Cái đà này á, lấy cái gì mà nuôi con đây? Tôi biết rồi, có gì để tôi tính cho. Ăn cơm đi, trời đánh còn tránh bữa cơm mà, để cho tôi ăn ngon chút đi. Sao vậy? Bụng tôi đau quá. Sao tự nhiên lại đau? Mà đau làm sao? Anh có sao không đó? Anh đau chỗ nào? Để em vô lấy dầu xúc cho anh nha. Không. Bác sĩ ơi, chồng tôi bị sao vậy bác sĩ? Sao tự nhiên anh lại đau bụng? Có phải anh bị ngộ độc thức ăn không bác sĩ? Không phải như vậy đâu. Thật ra thì chồng chị cũng đã đến đây để xét nghiệm rồi, nhưng không muốn cho người nhà biết. Vì vậy tôi không thể cho chị biết được. Nhưng tôi là vợ, tôi phải biết bệnh tình của chồng tôi chứ, để còn chăm sóc cho ảnh nữa bác sĩ. Bác sĩ làm ơn nói cho tôi nghe đi. Nhưng mà chuyện này thì... Tôi xin bác sĩ mà, làm ơn nói cho tôi biết bệnh tình của chồng tôi đi bác sĩ. Tôi thật sự rất lo cho sức khỏe của ảnh. Thôi được, nếu vậy thì tôi sẽ nói cho chị biết. Thật ra thì chồng của chị đã bị ung thư dạ dày. Bệnh này rất thường gặp, nó đứng đầu các bệnh ung thư dị tiêu hóa, nhưng lại rất khó trị trừ khi phát hiện sớm. Đáng tiếc là ở giai đoạn đầu.
nó thường không xảy ra triệu chứng, hoặc chỉ là xảy ra các triệu chứng không rõ ràng. Đến khi triệu chứng xuất hiện thì ung thư đã di căn đến các bộ phận khác của cơ thể. Lúc đó thì bệnh nhân chỉ còn kéo dài sự sống đến khoảng vài năm nữa thôi. Trường hợp của chồng chị đã chuyển sang giai đoạn cấp tính rồi. Tôi lo là gia đình cũng nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Sao tự nhiên anh lại mắc bệnh ung thư? Bình thường anh vẫn khỏe mạnh lắm mà. Bệnh tật á, tìm đến ai thì đâu có thể báo trước cho mình biết. Nhiều khi nhìn bề ngoài của bệnh nhân rất là khỏe mạnh, nhưng thực chất thì cái mầm bệnh nó đã hình thành bên trong rất lâu rồi. Chỉ có điều là nó chưa thể hiện ra bên ngoài thôi. Bác sĩ ơi, vậy còn có cách nào cứu sống chồng tôi không bác sĩ? Để ngăn chặn tế bào ung thư di căn, tốt nhất là phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày, sau đó tiến hành quá trị liệu hoặc xạ trị. Tuy nhiên, việc phẫu thuật cũng khá phần tốn kém, chị cũng nên chuẩn bị. Tôi biết kiếm đâu ra tiền mà làm phẫu thuật cho anh bây giờ. Đã là vợ là chồng, sao anh còn giấu em? Anh sợ nói ra bắt công em lo. Có phải thường ngày em hay cáu gắt với anh? Anh nghĩ là em không quan tâm, không thương anh. Anh đừng có lo, dù thế nào em cũng ở bên cạnh anh mà. Trước nhất anh phải lo phẫu thuật để cắt khối u đó đi. Phẫu thuật? Phẫu thuật làm gì? Phẫu thuật cũng không thể trị được đâu. Không, còn nước thì còn tát. Anh nhất định phải làm phẫu thuật. Bệnh đến đâu thì mình tìm cách chữa trị đến đó. Nhà anh, chi phí phẫu thuật rất đắt tiền, và nhà mình thì... Anh đừng có lo, em sẽ có cách. Chị vô trong đợi một chút. Ừ. À, chị ngồi đây chị đợi, em vô kêu bà chủ nha. Ừ, cảm ơn. Dạ chào chị. Ừ. Chị tới tìm tôi có chuyện gì không? Dạ em có việc cần, nhờ chị giúp nên em mới tới. Ngồi đi. Chị nhờ giả tôi nữa phải không? Tôi đoán không sai mà. Chuyện gì? Chị nói mau đi. Dạ em muốn hỏi chị mượn chị ít tiền. Bao nhiêu? Dạ 20 triệu. Cái gì? 20 triệu? Chị nghĩ sao mà chị mượn tôi một số tiền lớn như vậy hả? Tại em không còn chỗ nào để vay mượn nên mới mạo muội đến đây tìm chị. Xin chị nghĩ tình anh Tánh là chỗ bạn bè quen biết. Anh lại là tài xế của anh Sáng suốt nhiều năm nay, mà xin chị giúp cho vợ chồng em. Đành rằng á là chỗ quen biết lâu ngày, nhưng làm sao tôi có số tiền lớn như vậy để mà cho chị mượn được chứ? Chị cũng biết đó, tôi mới xin chưa được bao lâu hết, trong nhà còn biết bao nhiêu thứ để lo, đâu có dư giả để cho chị mượn. Với lại á, nhà tôi bây giờ cũng đang gặp chuyện không vui nè. Tốt nhất á là chị nên đi hỏi người khác đi. Chị ơi, xin chị giúp vợ chồng em chứ. Em biết lúc này gia đình chị không mấy dư giả,
nhưng ít ra vẫn còn có thể xoay sở được. Em xin chị. Thôi thôi thôi, chị đừng có xin xỏ mất công lắm. Tôi đã nói là tôi không có tiền, tôi không có giúp gì được cho chị hết á. Thôi chị về đi. Chị ơi, em cầu xin chị, xin chị hãy cứu giúp em. Trời đất ơi, chị làm cái gì vậy hả? Chị mau đứng dậy đi. Chị ngồi xuống đó đi rồi nói. Xin chị giúp giùm em. Nếu chị không giúp thì anh Tính chỉ còn nước chết. Cái gì ghê vậy? Bà xảy ra chuyện gì? Chú Tính bị làm sao hả? Anh Tính bị ung thư dạ dày tới kỳ cuối rồi chị. Bác sĩ nói anh không còn được sống bao lâu nữa. Nếu không có tiền chữa trị thì chắc chắn anh sẽ chết. Tụi em biết hy vọng rất mong manh, nhưng còn nước thì còn tát chị. Em vẫn muốn làm mọi cách để cho chồng em được điều trị. Anh Tánh bị ung thư dạ dày tới kỳ cuối rồi chị. Bác sĩ nói anh không còn được sống bao lâu nữa. Vậy là trời giúp cho mình rồi. Để em lấy cháo cho anh ăn nha. Anh không ăn đâu. Anh ráng ăn một chút đi. Anh phải ăn thì mới mau khỏe được chứ. Bệnh của anh biết mà. Anh đừng có nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ nói bệnh của anh á, nếu tiến hành phẫu thuật sớm thì vẫn có khả năng chữa trị được mà. Tế bào ung thư đã bắt đầu di căn rồi thì làm sao mà chữa khỏi được nữa. Không phải vậy đâu, anh sẽ không sao đâu mà. Anh đúng là thằng chồng vô tích sự, cả đời chỉ biết làm khổ vợ khổ con thôi. Sắp tới ngày em sinh nở rồi còn để em lo lắng như vậy. Trời kêu ai nói dạ. Chuyện bà ta có ai muốn đâu anh. Tuy từ ngày em hay gắt gỏng khó chịu, nhưng anh cũng biết em rất thương anh mà. Nhà chỉ có hai vợ chồng, em không lo cho anh thì lo cho ai nữa. Nhưng bệnh của anh có chữa cũng không khỏi được đâu. Em đừng chạy đôn chạy đáo làm chi cho mất công. Chị bằng em cứ để mặc cho anh chết đi. Anh không muốn cuối đời phải thành kẻ báo vợ báo con, biến vợ con thành con nợ của người ta. Anh đừng có nói vậy nữa mà. Dù thế nào cũng sẽ cố gắng đi vay mượn để cho anh phẫu thuật. Còn nước thì còn tắt, mình không thể buông xuôi sớm vậy được đâu anh. Nhưng số tiền lớn như vậy ai dám cho mình mượn chứ. Rồi sau này mình lấy gì mình trả cho người ta? Em có hỏi chị Hảo rồi, chị nói sẽ suy nghĩ lại. Em hỏi mượn tiền chị Hảo làm cái gì? Gia đình chị cũng đang có chuyện đó. Em biết là anh không muốn làm phiền vợ chồng anh Sáng, nhưng thử nghĩ coi, mình không mượn anh chị thì biết mượn ai giờ? Với lại bao nhiêu năm nay anh với anh Sáng coi nhau như anh em, những lúc như vậy anh em phải giúp nhau chứ. Hơn nữa gia đình ảnh giàu có, số tiền đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Cả đời anh chưa bao giờ muốn vay mượn của ai hết. Vậy mà bây giờ em sẽ làm mọi cách để anh được sống với mẹ con em. Em muốn anh phải thấy mặt con khi nó chào đời. Dù anh chỉ sống một ngày thôi, anh nhất định phải cố gắng. Thôi anh nằm nghỉ đi, em xuống dưới em mua thuốc cho anh. Ủa chị, sao chị lại tới đây? Thì tôi vô thăm chú mà. Đáng lẽ giờ này chị phải ở nhà với thằng cu Ken chứ. Cháu nó khóc thì biết làm sao.
Thằng Ken ở nhà đã có chị Vú coi chừng rồi, chú không phải lo. Chú thấy trong người ra sao rồi? Cảm ơn chị, hiện tại tôi vẫn ổn, chỉ thỉnh thoảng lại bị đau một chút thôi. Nghe vợ chú nói tôi mới biết. Chú cứ yên tâm làm phẫu thuật đi, còn chuyện tiền bạc á thì cứ để vợ chồng tôi lo. Sức khỏe là quan trọng nhất, sau này chú khỏe lại rồi hãy tính. Sao lại để cho anh chị lo chuyện đó được? Tôi biết căn bệnh của tôi mà, tốn kém lắm chị à. Chú Tánh nè, đối với tôi á, tiền bạc là quý thiệt, nhưng mà chuyện tình cảm á, thì còn đáng quý hơn nhiều. Chú đã quen với vợ chồng tôi bao nhiêu năm nay rồi, vợ chồng tôi lúc nào cũng coi chú như là anh em trong nhà. Vợ chồng tôi giúp đỡ chú cũng là chuyện nên làm mà, chú đừng có ngại gì hết. Cảm ơn chị nhiều lắm, tôi không ngờ anh chị lại thương tôi nhiều như vậy. Người nhà với nhau chú còn khách sáo làm gì. Tôi cũng không ngờ trong cùng một lúc mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chú thì đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, còn chồng tôi thì lại sắp vướng vào dòng lao lý. Đúng là không ai biết được chữ ngờ. Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, anh Sáng không lúc nào ngủ yên hết. Tôi lo cho ảnh thì cũng chỉ biết tìm cách an ủi ảnh thôi. Tôi chỉ sợ tới ngày bị phanh phui ra, tôi có muốn cứu ảnh thì cũng không còn kịp nữa. Thấy anh Sáng như vậy tôi cũng lo lắm, nhưng không biết làm cách nào để giúp cho ảnh nữa. Thật ra chuyện của ảnh cũng không phải là hoàn toàn không có cách đâu. Nhưng tôi không biết là thật lòng chú có muốn giúp hay không nữa. Chị nói vậy là sao? Tôi giúp được à? Nếu giúp được anh chị thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Bộ có cách gì giúp ảnh thoát tội hả chị? Tất nhiên là có cách. Chỉ cần chú chịu giúp chuyện này thì sẽ nhanh chóng giải quyết được. Từ nay về sau sẽ không ai nhắc tới nữa. Ngoài chú ra, không ai có thể giúp anh ấy cả. Tôi chỉ hiểu ý chị. Thôi thì tôi nói thẳng nha. Chú Tánh à, chú có thể ra đầu thú nhận tội thay cho chồng tôi được không? Tôi nhận tội thay cho anh Sáng à? Tôi biết là khi tôi nói ra điều này tôi khiến chú rất bất ngờ, nhưng mà cũng chỉ có cách này thôi. Tôi nghĩ đây là cách an toàn nhất trong thời điểm này thôi chú à. Tôi xin lỗi chú, không phải tôi muốn ép chú phải hy sinh cho gia đình tôi, nhưng mà chú hãy suy nghĩ kỹ đi. Hiện giờ chú đang mang căn bệnh hiểm nghèo, nếu chú có làm phẫu thuật thì cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi nói vậy không phải là tôi cố ý trù ếm chú. Tôi chỉ muốn chú nhìn thẳng vào sự thật. Chú phải nghĩ tới vợ con của chú nữa chứ. Vừa mất chồng, mất cha, lại phải gánh thêm một món nợ lớn thì cuộc sống của họ sau này sẽ ra sao? Như vậy tôi thấy tội nghiệp và thiệt thòi cho họ quá. Chỉ bằng bây giờ tôi và chú tiến hành một cuộc trao đổi. Chú chịu đứng ra nhận tội thay cho chồng tôi thì tôi hứa với chú, tôi sẽ bảo bọc cho vợ con chú, tôi sẽ chăm lo cho con chú cho tới khi nó trưởng thành mà. Tôi xin lỗi, nhưng mà dù sao tôi cũng muốn chú cân nhắc cho thật kỹ. Nhưng mà tôi nghĩ đối với chú việc này chỉ có lợi chứ không có hại gì đâu. Chị để tôi suy nghĩ lại đã. Bây giờ tôi rối lắm, tôi không biết phải làm sao. Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng cảm ơn chú. Tôi sẽ đợi câu trả lời của chú. Thôi, chú nằm nghỉ đi, tôi đi đây. Nếu như tôi có nói điều gì sai, chú đừng có giận tôi nha. Không sao đâu chị. Chẳng qua là tôi lo cho ảnh thôi. Tôi xin lỗi chú. Thank you.
Thôi để em lấy thuốc cho em uống nha. Em đang mang thai, đi lại nhiều quá không tốt đâu. Em biết rồi, anh đừng có lo. Em sao vậy? Anh ơi. Sao rồi? Hả? Sao? Em ôi dạ. Ê, bác sĩ ơi. Ôi dạ. Anh ơi, em đau bụng quá. Hả? Vợ anh sanh con gái nặng 3,2 kg. Mời anh ra ngoài, có chuyện muốn nói. Có gì không cô? Vợ anh sanh khó lắm á. Cũng may là mẹ tròn con vuông. Sau này anh nhớ chăm sóc vợ cẩn thận hơn đó. Như vậy vợ tôi có sao không cô? Cũng may là tình trạng của vợ anh không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Chúng tôi đang truyền nước để sức khỏe của chị ấy hồi phục nhanh hơn. Sau này anh nhớ quan tâm nhiều hơn chế độ dinh dưỡng của chị ấy. Có vậy thì mới đủ sữa cho em bé bú được. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm. À quên nữa, anh nhớ phải tuyệt đối giữ im lặng. Vợ anh cần được nghỉ ngơi. Dạ. Anh có sao không vậy? Cảm ơn cô, tôi không sao. Nếu không tiến hành phẫu thuật sớm thì khối u sẽ ngày càng lan rộng thêm, và tính mạng của anh sẽ rất nguy hiểm. Anh nên quyết định ngay đi. Nếu mà phẫu thuật thành công thì bệnh của tôi có thể chữa khỏi hoàn toàn không bác sĩ? Điều này tôi không thể nói trước được, vì nó còn tùy thuộc vào thể chất của mỗi người. Có người thì mới vài tháng đã ngã quỵ rồi, nhưng cũng có người chống chọi được thì cũng có thể sống sau cả 5 năm. Nhưng những trường hợp như vậy rất là hiếm. Việc cần làm bây giờ của anh là anh chú ý nhiều hơn sức khỏe của mình, nhất là chế độ tập luyện và khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày. Tôi đã thanh toán tiền viện phí cho vợ con chú rồi. Mà nè, sao chú không nằm ở bệnh viện để tiếp tục điều trị? Chú đừng lo lắng về chuyện đó nữa nha. Dạ, tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Tôi biết dù có nằm đó bao nhiêu lâu đi nữa thì cũng khó qua khỏi. Cho nên tôi muốn về nhà để gần với gia đình. Lỡ có gì... Gia đình tôi với chú là chỗ thân tình từ trước tới giờ. Chú đừng có cảm ơn như người xa lạ như vậy, tôi không có thích đâu. Thật lòng thì tôi biết ơn gia đình anh chị nhiều lắm. Nếu không có anh chị thì tôi không biết tôi phải làm sao nữa. Tôi biết bệnh tình của tôi dù sao cũng không thể chữa khỏi. Tôi đã suy nghĩ chuyện của chị nói hôm trước đó. Tôi quyết định sẽ giúp anh Sáng thoát tội. Chú mới nói cái gì? Tôi không nghe lầm chứ? Tôi không còn sống được bao lâu nữa. Còn anh Sáng thì còn có cả tương lai sự nghiệp ở phía trước. Tôi không thể nhìn thấy anh chết mà không khóc. Chưa biết nghĩ như vậy thì tốt quá. Thiệt không uổng công anh Sáng coi chú là anh em. Nhưng còn vợ con tôi, tôi chỉ xin chị một điều. Tôi mong là chị lo lắng cho mẹ con cổ như là chị đã hứa. Tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó thì chú cứ yên tâm. Tôi xin thề với chú. Mà nếu chú không tin thì nè, Đây là tờ giấy cam kết mà tôi đã viết sẵn rồi. Chú coi đi. Tôi xin chú cứu chồng tôi nha. Tôi tin chị. Tôi sẽ cố gắng giúp anh Sáng, để vợ con tôi không phải chịu cực chịu khổ nữa. Cảm ơn chú. Chú cố gắng giúp chồng tôi nha. Nhưng tôi cần chị giúp tôi thêm một chuyện nữa. Chuyện gì? Chú cứ nói đi.
tôi cần phải cải trang. Hả? Cải trang? Tại sao vậy? Tại vì theo tôi biết thì còn có một người nhìn thấy ánh sáng, vì vậy tôi cần phải cải trang. Hả? Em nói sao? Chú Tánh chịu nhận tội thay cho anh rồi hả? Đúng vậy. Chính miệng chú ấy đã hứa với em mà. Anh thấy không, em đã nói rồi. Cái chuyện này anh cứ để cho em lo được hết mà. Nhưng em nói cái gì mà chú ấy lại đồng ý vậy? Thì cũng không có gì. Em chỉ phân tích cho chú ấy thấy là hoàn cảnh hiện tại, rồi em đưa ra những điều kiện có lợi cho vợ con của chú ấy, nếu như chú ấy đồng ý đó mà. Nhưng lỡ sau này chuyện bị bại lộ, công an họ biết được mình ngụy tạo mọi chuyện để thoát tội, thì tội lại chồng thêm tội đó em à. Anh đừng có lo cái chuyện đó làm gì. Chú Tánh không nói, vợ chồng mình không nói thì có trời mới biết. Nhưng mà anh vẫn thấy sợ lắm. Anh nè, anh không có được xuống tinh thần như vậy. Mình không có còn cách nào khác hết đó. Bây giờ anh nghe lời em đây nè. Anh nhớ lại coi, cái hôm xảy ra tai nạn, sự việc diễn biến như thế nào. Anh phải kể rõ ràng cho chú Tánh nghe, để khi mà chú Tánh ra đầu thú, chú kể lại cho nó khớp. Chứ lỡ như công an người ta nghi ngờ, rồi điều tra này nọ là phiền phức lắm đó nghe. Anh hiểu rồi. Cục cưng của mẹ nè. Như vậy là ba con sắp tai qua nạn khỏi rồi. Từ nay á, gia đình mình có thể sống yên ổn, hạnh phúc bên nhau nha. Mẹ đã yên tâm lắm rồi đó. Em à. Dạ. Nhưng mà mình làm vậy có thất đức quá không? Thất đức gì hả? Em nói thiệt nha, không phải là em trù chú Tánh đâu. Nhưng một khi tế bào ung thư đã di căn rồi, thì sớm muộn gì chú ấy cũng... Chú ấy nhận tội thay cho anh thì kể ra cũng tội thiệt đó. Nhưng bù lại, vợ con của chú ấy được mình bảo bọc, chăm lo đầy đủ hơn trước. Như vậy thì cũng coi như là trao đổi công bằng rồi. Anh, thôi mà, anh đừng có áy náy gì nữa hết được không? Việc này á là do chú Tánh tự nguyện, em không có ép buộc gì hết. Hồi trưa này nè, em đã thanh toán toàn bộ viện phí cho gia đình của chú ấy rồi. Vợ chồng chú ấy cảm ơn mình nhiều lắm đó anh. Tuy anh không dám tự mình đi đầu thú, nhưng mà để một người tốt như chú Tánh phải hy sinh vì mình, anh thấy không đành lòng chút nào hết. Anh à, anh đừng có nói như vậy được không hả? Để bảo vệ cái gia đình này, thì dù trời có sập xuống thì em cũng phải chống cho bằng được. Anh không có được trách gì em hết. Em làm như vậy á, tất cả chỉ vì anh, vì hai đứa con của mình thôi mà. Thôi được rồi, nếu như mà anh cảm thấy áy náy á, thì sau này anh phải cố gắng bù đắp lại cho vợ con của chú Tánh là được rồi. Nghe. Em nói cũng phải. Dù gì thì chú ấy cũng là người sắp chết, được tự do hay ngồi tù cũng đều như nhau cả. Sau này anh sẽ chăm lo cho mẹ con của vợ chú ấy thật đầy đủ, coi như đền ơn cho chú ấy vậy. Anh. Sao? Con có ngoan không em? Con nó ngoan lắm anh. Em mới về cho nó bú tông đó. Anh mới mua thêm sữa và đồ của con nè. Tiền ở đâu mà anh mua nhiều dữ vậy? Chuyện đó em không cần bận tâm. Anh vẫn có thể lo được cho mẹ con em mà. Con nè, con thấy ba con thương con chưa? Có bao nhiêu tiền á, mua hết đồ cho con hả? Con gái của ba, sau này nhớ phải ngoan và nghe lời mẹ nghe không? Em à, nếu một ngày nào đó anh phải đi xa, không còn ở bên cạnh mẹ con em nữa, em phải biết tự chăm sóc cho mình và chăm sóc cho con thật tốt nghe không? Anh đừng có nói như vậy. Chỉ cần anh làm phẫu thuật sớm thì mọi việc sẽ ổn thôi mà. Anh sẽ không sao đâu.
anh sẽ làm phẫu thuật. Chị Hảo đã đồng ý giúp mình rồi. Chị Hảo đồng ý cho mình mượn tiền rồi hả anh? Anh chỉ cho mình mượn tạm thôi, khi nào có mình trả lại. Nhưng biết tới khi nào mình mới có số tiền lớn như vậy để trả cho anh chị? Em đừng có lo, anh chị không quan trọng tiền bạc lắm đâu. Mình muốn mượn bao nhiêu lâu cũng được mà. Vợ chồng anh Sáng tốt bụng thiệt á. Một lúc mà dám cho mình mượn số tiền lớn như vậy. Vậy mà lâu nay em cứ nghi ngờ anh chị. Vậy em biết cũng chưa muộn mà. Vợ chồng anh chị không trách gì em đâu. Con ơi, vậy là mình đã có tiền để xoay sở trong lúc hoạn nạn này rồi. Trước mắt á, má sẽ lo cho con và lo cho ba con ăn uống đầy đủ. Sau đó má sẽ dành dụm để mai mốt con lớn, má sẽ lo cho con ăn học đàng hoàng. Anh, vậy thì mình hãy đặt tên cho con đi anh. Thùy Chi. Thùy Chi. Dạ, tên đó cũng đẹp lắm á. Anh, bây giờ anh lên cơ quan hả? Chiều nay anh về sớm ăn cơm với mẹ con em nha. Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc về sớm. Dạ. Dạ thưa ông có thư à? Ờ. Thư ai vậy anh?